Con... Con có thật là con gái của mẹ không? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì không biết sớm hơn. Hèn gì? Những lúc ở bên cạnh con, đều khi mẹ nhớ lại chuyện của ngày xưa. Thì ra, tại vì con là con của mẹ sao? Con cũng vậy đó. Hôm mà con cục đi với phó tổng ra chợ, thì phó tổng hát bài đứa bé ở ngôi nhà trên đảo Lúc đó con cứ ước gì Phó tổng là mẹ của con thì tốt biết mấy Con vẫn còn nhớ hả Vậy con đã nhớ lại rồi sao Dạ Thật ra Con đã nhớ lại rồi Con xin lỗi vì đã không cho phó tổng biết Con đã nhớ lại rồi thì may quá Nhưng sao không nói cho mẹ biết Con là con gái của mẹ Đang lại còn phải nói liền Tại sao con lại không nói chứ Thật tình thì chuyện phó tổng giám đốc là mẹ ruột của con, con chỉ vừa mới biết hôm qua thôi. con xin lỗi. hôm qua khi biết được sự thật con bối rối quá. với lại thực tình con không biết phải nói sao nữa. thì ra Na Yon dù cô ta biết con là con gái của mẹ nhưng cô ta giận dấu con, mà đóng giả là con gái của mẹ sao? <laughs> con gái của mẹ để mẹ nhìn kỹ mặt của con sau khi lạc mất con không có giây phút nào mà mẹ quên con hết đây à con giận mẹ lắm có phải không dạ không đó con không hề giận mẹ một chút nào hết mẹ ba mẹ người đã nhận nuôi con là những người rất tốt con đã được lớn lên trong tình yêu thương giờ con phải buộc việc bất kỳ chuyện gì hết vì vậy cho nên mẹ đừng nghĩ vậy mà mẹ cảm ơn ông trời cảm ơn ông trời mẹ luôn cầu xin cho con được bình yên vô sự mẹ luôn tin có một ngày mẹ có thể tìm được lại con gái của mẹ con lớn lên ngoan hiền và xinh đẹp thế này là đều nhờ ơn trời đó hồi con còn nhỏ ngày nào trước khi đi ngủ con cũng nhìn chiếc vòng tay này rồi tự hỏi người đã sinh ra mình Rốt cuộc là những người như thế nào Con vẫn còn nhớ Ngày đó mẹ đã đeo chiếc vòng tay này cho con Lúc con chở công chứ Con luôn nghĩ là Mẹ mình đã tự tay đeo nó cho mình Thì nhất định sẽ có một ngày mẹ mình đến tìm mình Con đã tin như vậy mà sống đó mẹ Ừ đúng rồi Lúc nào Mẹ cũng tìm con Để hai mẹ con mình Mãi mãi bên nhau không bao giờ xa rời nữa Nhưng không ngờ Bây giờ mẹ mới tìm được con mẹ xin lỗi đây à. tìm con mất nhiều thời gian đến như vậy cho mẹ xin lỗi con hãy thử gọi một tiếng mẹ đi mỗi đêm mẹ đều cầu nguyện mẹ xin ông trời giúp mẹ tìm được con chỉ để nghe con gọi mẹ một tiếng mẹ thôi đêm nào mẹ cũng khóc mẹ vừa đắm ngực vừa cầu nguyện cho con đây à con gái của mẹ con hãy kêu mẹ một tiếng mẹ đi con mẹ Ôi, mẹ đây mẹ của con đây đây à mẹ mẹ con gái của mẹ mẹ cảm ơn vì con đã quay về với mẹ đây con gái của mẹ Mẹ Anh nói kẻ chủ mưu bắt cóc hề Là trưởng phòng hành sao Đúng vậy Tôi cũng mới biết đây thôi Nh Nhưng tại sao Tại sao tới bây giờ vẫn không làm gì cô ta hết vậy Miso và Nayon Họ cùng lớn lên ở cô như chuyện Miso nói là sẽ trả thù Na Yon. Nhưng mà... Theo tôi nghĩ Miso làm như vậy vì muốn cho Na Yon một cơ hội cuối cùng. Cơ hội để cô ấy tự thú. Dù Miso có suy nghĩ như vậy đi nữa, thì anh cũng phải ngăn cô ấy lại chứ. Làm sao anh có thể đứng nhìn kẻ đã bắt cóc Hegam như vậy được? Thời gian qua, Miso đã vì chuyện này. Mà đau khổ như thế nào anh có biết không? Na Yon nói. Nếu Miso Tố cáo với cảnh sát Thì không bao giờ Cô ta khai chỗ đã chung Hayram Anh nói cái gì Hiện giờ tôi đang đi tìm mộ của Hayram nè Không thể để yên như vậy được Vậy anh tính phải làm sao Từ bây giờ chuyện của hey ram Chúng ta sẽ giao cho cảnh sát Phải như vậy mới có thể tìm được ngay nơi Hayram bị chôn Anh có biết điều tôi giận nhất bây giờ là gì không đó chính là lúc Miso đau khổ nhất tôi đều không ở bên cạnh cô ấy. Dù Miso lấy cớ là bất trí nhớ để rời xa tôi, nhưng tôi cũng không thể để như vậy được. Những lúc một mình cô ấy chịu đựng đau khổ như vậy, rốt cuộc tôi đã ở đâu mà không giúp được gì cho cô ý hết chứ. Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Điều trong hoang, anh làm ơn mở cuộc điều tra khẩn cấp vụ án này giúp tôi bây giờ tôi sẽ đến đồn cảnh sát nghe <laughs> thật không ngờ là dạy kiếm tiền như vậy tiền chủ tịch ô gửi sáng mai mình phải đi đổi liền mới được <laughs> phải rồi mày đến pháp rồi làm lại từ đầu hả nay à ủa nay em tính đi đâu hả sao tự nhiên lại dọn hành lý vậy ờ à, cái này em được cử đi công tác nước ngoài đột xuất mà công tác nước ngoài nhưng em có nói gì với anh đâu ờ à, thì giờ em nói nè cái gì em đi pháp hả công ty mình đâu có chi nhánh ở bên pháp đâu em đến đó đã bàn chuyện làm ăn với đối tác mới người này rất khó tính khó khăn lắm em mới xin được cuộc hẹn em phải đi liền đây à đúng rồi cái này là điện thoại của em có phải không? Anh thấy nó hư cho nên mang đi sửa ừ. Điện thoại của em đâu có hư đâu Cái này không phải của em hả? Anh à, à, Chê à Cái này đúng là của em rồi Mà đưa cho em đi Em mới nói không phải của em rồi còn gì? Đã nói là của em mà Đưa đây Anh mau đưa đó này cho em đi <this> Em sao vậy? Bộ em có giấu gì trong này hay sao? Mà em lại nổi giận dữ vậy <laughs> Dạ vâng, Em nói rõ đi Em lạ thật đó Hở. Hở? Anh mau đưa đây Hình ơi Dung Em xin lỗi Em em trễ giờ bay rồi Em đi đây Cô đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy Cô sao vậy Bộ cô lại Cãi nhà với mình chè nữa hả Còn mà cả vali nữa Giờ này cô định đi đâu hả Mẹ tránh ra đi Tránh ra hả Cô anh nói với mẹ chồng như vậy hay sao? Con đang có việc gấp lắm. Mẹ mau tránh ra đi. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ, Trời mẹ có ơi. sao không vậy? Con đó, nó đi đâu vậy? Hình như nó bị điên rồi. Hả? Bộ cô ta mới chỉ lạ hôm nay thôi sao? Nhưng mà đêm hôm như vậy mà đi công tác cái gì? Bộ chứ? cô ta mới lạ hôm nay thôi sao? Nhưng mà đêm hôm thế này sao lại đi công tác chứ? Bởi vậy con mới nói. lúc nãy còn giành giật với mình thật ra ở trong này có cái gì mà cổ không cho mình đụng vào chứ vậy còn thi thể hay ra bà xử lý xong chưa cô tưởng xử lý đứa bé là dễ lắm hả tôi biết rồi tôi sẽ gửi tiền thêm cho bà tôi sẽ gửi liền mà trời ơi bọn họ đang 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 cái gì vậy mẹ à ơi... hai ram Hay ram nhà mình Hay ram bọn họ Đ, đang nói cái gì về về hê râm nhà mình sao mẹ à, hình hình như na dong cô ấy đã làm gì đã làm gì hê ram thì phải Tôi nói lại cho mẹ nghe đi na Dương đã làm gì hê ram nhà mình chứ chúng tôi là cảnh sát đây hai này chồng có trong đó không không lẽ chuyện của hê đam Đà... cảnh sát đã biết rồi sao mình phải trốn liền thôi mới sáng sớm anh tới đây có chuyện gì vậy mi à luật sư sale đã biết chuyện của Hê Ram rồi. Thật vậy Sơn? Giờ rồi trước khi tới đây, anh có gọi cho luật sư Seo. Tới qua cảnh sát đã tới bắt Hana Yon, nhưng đã chậm một bước. Hana Yon, cụ đã có ý định bỏ trốn nên đã ra khỏi nhà rồi. Nà Yon cụ ta đã bỏ trốn rồi sao? Em đừng lo, cô ta đang bị truy nã nên sớm bị bắt thôi. Chỗ chung hay ram cũng sẽ sớm biết thôi mà. Anh thực ra hôm nay em định là sẽ đến thuyết phục na john lần cuối cùng đó vậy cho nên em đã mang theo cái này nè cái này không phải là tranh mà em đã tặng cho bác lúc ở cô như viện sao cái này là em đã dễ cùng với na john đó na john cô ấy lúc đó đã kêu em vẻ mặt cười ở trong bông hoa này cô ấy nói vậy thì người vẫn sẽ rất thích thì ra là vậy em và na don đã có một thời rất thân thiết với nhau cho nên em muốn kể lại cho cô ấy nghe em nghĩ làm như vậy na don sẽ có thể thay đổi nhưng không ngờ cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa rồi anh à cái này anh giữ giúp em đi không biết chừng Na Dân sẽ liên lạc với anh đó. Na Dân không nghe lời ai hết, nhưng lại rất nghe anh còn gì. Nếu mà Na Dân có gọi cho anh, anh nhớ chuyển thư này cho cô ấy. Với lại, anh khuyên cô ấy tự thú đi. Được rồi. Anh biết rồi. Nhất định anh sẽ chuyển. Vậy còn... Anh Kim Su, anh ấy có nói gì không anh? Biết chuyện của Hay Ram, anh ấy có ngạc nhiên không? luật sư seo chỉ lo cho em thôi những lúc em đau khổ anh ấy lại không ở bên cạnh nên anh ấy giận bản thân mình nhưng miso à thật ra chuyện em đã nhớ lại anh không dám cho anh ấy biết chính là vì lý do đó vì mới biết chuyện của hai ram thôi mà anh ấy đã thấy có lỗi với em lắm rồi còn chuyện ba em bị bất tỉnh như vậy anh ấy mà biết là do ô tê làm. Anh sợ là... Anh ấy lại nghĩ đó là lỗi của mình nên anh đã không nói. Anh làm vậy là rất đúng. Vậy dạ, thưa giám đốc, con người ở đoàn cảnh sát đến tìm giám đốc. Vậy thì một lát nữa cô mời họ vào đó cho tôi. Dạ. Thôi anh đi nha anh à. cảm ơn anh vì đã giúp em giữ bí mật với anh Kim xuống anh đi đi cô nói vậy là sao trưởng phòng hai nơi dân là người đã bắt cóc hai ram hả dạ phải vì chuyện này mà cảnh sát đã đến tìm giám đốc vua đó ạ à, làm sao có thể chứ với lại, giám đốc Li Minh Che bị sốc về chuyện này nên hôm nay không có đi làm. Hiện tại, cái tình đã bị cấm xuất cảnh rồi. Chúng tôi đang tập trung nhân lực để tìm nơi mà He Ram bị chôn. Cô cũng không cần phải lo lắng. Anh cảnh sát à, anh nhất định phải tìm được hai Ram giúp tôi. Hãy cố gắng giúp tôi, tôi xin anh đó. Vậy, tôi xin phép về đi. Mì à, chuyện này là sao vậy con chắc là mẹ ngạc nhiên đó mẹ ngồi đi con sẽ kể hết cho mẹ nghe mẹ nghe nói kẻ bắt cóc Heram ram là naion chuyện đó thật không vậy? Dạ chuyện đó là thật mẹ Con biết từ khi nào vậy hả? Có phải con về là CK đã thay quyền của giám đốc rồi? Là do con biết chuyện này nên mới về sao? Con định trả thù Hanayon đó hả? Lần trước ở phòng của con khi mẹ thấy con đánh Hanayon là mẹ thấy lạ rồi bởi vì con không phải là đứa như vậy mà Trời ơi sao lại có chuyện này được chứ Con xin lỗi vì đã không nói với mẹ từ đâu Con sợ mẹ bị sốc Nên chuyện của Hê ram con đã không nói Con đau khổ lắm phải không Con thù hành đã dâu lắm có phải không Sao con lại chịu đựng hả Vì đã Giao nói là sẽ không cho con biết Cho cô ta chôn ram Nên con định là sẽ tự mình trả thù cô ta Mẹ đã từng bên nhịp một đứa như vậy Chắc là mẹ đã làm con đau lòng lắm Hãy tha thứ cho mẹ Mẹ đừng nói như vậy mà mẹ mẹ không cố tình làm như vậy mà thực tình con có thể gặp lại mẹ như vậy là con biết ơn mẹ lắm rồi mẹ đã mang lại hy vọng cho con đó mẹ đã tìm lại được con cho nên con mong là mình cũng sẽ tìm lại được hera con nhất định sẽ tìm lại được con của mình phải rồi nhất định sẽ tìm được bằng mọi giá mẹ cũng sẽ giúp con chúng ta sẽ làm hết cách mà chúng ta có thể con cảm ơn mẹ 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 nè chuyện con đã gặp lại mẹ con có kể cho trong hy nghe trong hy cũng biết tất cả chuyện của hê ram có lẽ tạm thời chuyện con là con gái của mẹ mẹ đừng cho một ai biết hết đặc biệt chủ tịch ô mà biết ông ta sẽ gây khó khăn cho mẹ đó con gái của mẹ cảm ơn con vì đã nghĩ cho mẹ chuyện này mẹ biết phải làm gì nên con không cần lo lắng đâu trước mắt phải tìm cho bằng được nơi chôn hê ram chúng ta tập trung làm chuyện này trước chị à hình như lúc nãy ba em ngồi dậy đó vì bình thường ba đâu có nằm tư thế này đâu với lại hồi ba còn đi làm ở nhà máy hả ba em chưa bao giờ ngồi yên một chỗ quá một phút đâu nha chanh kia à. rõ ràng ba muốn nhanh tỉnh dậy vì ba có chuyện gì đó muốn làm đây chị nhìn ba thử coi không thấy mặt khác mọi hôm sao phải rồi chú mà biết chuyện của he thì thế nào chú cũng tỉnh dậy liền để mà đi tìm chỗ he bị chôn cho mà coi sao tự nhiên nhìn chị buồn dữ vậy bộ ở công ty có chuyện gì hả à đâu có đâu có chuyện gì đâu Trên kia nếu chúng mà tỉnh lại á cậu muốn làm điều gì trước tiên hả à, thì trước tiên phải nói với ba chuyện chúng ta kết hôn mới được chứ kết hôn Nguyên kia có thật là Chan anh kia muốn kết hôn với chị liền không hả ừ dù có hỏi mười lần hay một trăm lần em vẫn trả lời như vậy vậy chúng ta kết hôn đi thiệt thi thi thiệt hả Ch chị chị nói thiệt đó hả ừ nếu chú tỉnh dậy chúng ta kết hôn đi <laughs> Bà ba 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 có nghe không <laughs> bà phải mau tỉnh dậy đó nha Để cùng thấy con trai bà lấy vợ nữa chứ Chú à Chú mau tỉnh lại đi Luật sư Seo chỉ lo cho em thôi Những lúc em đau khổ anh ấy lại không ở bên cạnh Nên anh ấy giận bản thân mình Tôi đây điều cho anh. Tôi muốn nhờ anh chuyện này. Anh cố gắng tìm chỗ chung hay trăm giùm tôi. Nếu cần, anh có thể điều thêm người để tìm bằng được cho tôi. Dạ. Dạ, trong cậy vào anh hết. Anh đang nhờ người đi tìm, xem hay ra ở đâu, có phải không? Phải. Anh đã nhờ người quen trước đây của anh làm cùng anh ở cuộc điều tra. Anh ấy bây giờ đang làm ở đội tìm kiếm bất tích. Anh nghĩ chắc là sẽ sớm tìm được Hiram thôi. Cảm ơn anh nhiều. Thời gian qua em mệt mỏi lắm phải không? À... Anh xin lỗi vì bây giờ mới biết được. Nếu anh biết sớm hơn, thì anh đã không để em phải đau khổ một mình như vậy rồi. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tại tôi cố tình không cho anh biết mà Bây giờ anh Ôm em một chút được không? Em có còn nhớ trước đây Khi em mệt mỏi Em đã dựa vào anh Còn khi anh mệt mỏi Anh đã dựa vào mi sâu như thế này anh à, xin lỗi vì đã để em phải khổ sở một mình không đâu em mới là người phải xin lỗi em sẽ dựa vào anh chỉ hôm nay nữa thôi nhất định là chỉ hôm nay nữa thôi Nha John à. Anh đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Lúc ở cô nhi viện, Miso được nhận nuôi thay vào chỗ của em. Em đã đau lòng lắm phải không? Chuyện anh đổi hồ sơ lúc đó. Anh vẫn thấy ấy nấy cho đến bây giờ. Tại vì anh lúc nào cũng nghĩ đến Miso trước tiên nên đã làm em tổn thương nhiều lắm. Anh biết Hôm nay Miso có đưa cho anh bức tranh mà em đã cùng vẽ với Miso, cô ấy định cho em xem. Để em nhớ lại thời em và cô ấy còn thân với nhau. Cô nói bức tranh đó là vẽ cùng với em. Thật sự ba của Miso đã xem bức tranh đó mà ông ấy mới quyết định nhận nuôi Miso. bức tranh có bông hoa biết cười đó thật là đẹp bác ấy đã nói với anh như vậy na Yon à miso gặp được cha mẹ nuôi tốt đều là nhờ ở em đó em có nói với anh em không biết bắt đầu sai lầm từ đâu đó không phải là sai lầm mà là do chúng ta không hiểu lòng của nhau thôi bây giờ em bắt đầu lại đi anh sẽ giúp em mà em hãy đi tự thú đi nha don à không thể nào anh ấy nói như vậy là cố đã thuyết phục mình thôi Mẹ, à, mẹ ngồi dậy đi. Con mang thuốc vô nè. Mẹ uống thuốc làm gì nữa chứ? Mang ra ngoài đi. Con biết là mẹ đã sốc lắm. Nhưng mà mẹ cứ nằm hoài <laughs> như vậy cũng không được đâu. Tại sao còn là con lại đem con hồ ly độc ác đó về nhà này? À, trời ơi, bây giờ mẹ phải trách ai đây? Đó là lỗi của mẹ mẹ à. mẹ đã đem đứa này giết cháu của mẹ về nhà này sống sao trên đời này lại xảy ra chuyện như vậy chứ trời ơi mẹ không thể sống rồi nữa mẹ thấy cô lỗi và xấu hổ với hệ ra mẹ không còn mặt mũi nào mà sống trời ơi hệ ram của bà hệ ram ơi hệ ram mẹ hề bình tĩnh đi mà <laughs> em vào đi Hôm nay tôi nghe nói Mẹ anh biết chuyện của Hei Ram Mà ngất xỉu nên tôi đến thăm Bà ấy có sao không Không sao đâu Mẹ uống thuốc xong Bây giờ đi ngủ rồi Bishop à Mẹ Ram à Cảnh sát vừa mới tới đây Mẹ anh Minche, dạ anh Minche, chắc là bị sốc lắm phải không chuyện này do nguy hiếp em nếu như em đi báo cảnh sát cô ta sẽ không nói cho em biết đã chôn hay ram ở đâu là thật sao có phải vậy không đó là sự thật phải rồi một mình em phải chịu đựng chắc là em khổ sở lắm <laughs> Bé ở trong phòng đó, em vào đi. Tôi tới rồi đấy. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Ta đã sai rồi mẹ, ra mà. Ta đã sai rồi. <laughs> ta phải làm sao đây thời gian qua ta đã mang con cáo về nhà mình sống con cáo xấu xa đó nó đã hãm hại hay ram nhà mình mà ta không hề hay biết trời ơi sao lại ra nông nổi này sao ra nông nổi này chứ nếu tổng giám đốc mà biết sẽ không làm như vậy đó cho ta xin lỗi hệ ram nhà mình bị hãm hại như vậy đều là lỗi của ta nhưng ta lại đi đổ hết cho con trời ơi ta có chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp hê ram nữa rồi ta đã đuổi con đi chắc hê ram nó quan hận người bà xấu xa này lắm mà chắc là tổng giám đốc đau lòng lắm nhưng chuyện xảy ra với tôi đã qua lâu rồi mà bà đừng tự trách mình nữa trời ơi hê ram Trời ơi, cháu của bà. Ê, răng của bà. Ê, răng ơi. Ê, răng ơi. Ba về rồi hả? Mẹ con đâu rồi? Mẹ hả? Mẹ vừa mới về. Mẹ đang ở trong phòng đó. Nhưng mà ba làm sao vậy? hạnh nợ do con gái của bà bị tố là tội phạm bắt cóc thật ra là sao tôi đã hỏi rõ rồi mới về đây bà đừng hòng mà chối hãy nói thật đi cô ta không phải là con của tôi à. cái gì hạnh nợ không phải là con của không. bà cô ta đã lừa gạt tôi đó đi đó lừa gạt vậy số tiền mà tôi đưa cho nó để nó đạp đổ vinh miso cuối cùng nó đã mang đi bỏ trốn rồi hay sao chứ Tôi đã đưa cho nó bao nhiêu Bà có biết hay không hả Vậy tại sao Tại sao ông muốn đạp đổi Jun Miso hả Thì tôi thấy bà một mình sức yếu thế cô Nên đã nhờ con gái bà trợ giúp Thật ra bà cũng bị gạt là thế nào đây Phải đó Tôi cũng bị cô ta lừa gạt đó Con gái thật đứng trước mặt tôi Mà tôi không hề hay biết Con gái tôi sẽ chết trong tay của ông Tôi là mẹ của nó mà tôi không hề hay biết gì hết Bà đang nói cái gì vậy Tôi với con gái bà hồi nào chứ Thật ra con gái của bà là ai? Jun Mi-so, người mà ông đuổi giết. Cô ta chính là con gái của tôi đó. Sao? Bây giờ thì ông đã rõ chưa hả? Tại sao tôi lại nổi nóng lên với ông như vậy? Han-na-yong là người đã bắt cóc con gái Yun Mi-so mà. Chuyện này bà cũng không biết nên bị nó lừa hay sao? Đúng vậy. Cho nên ông làm ơn ra ngoài để tôi được yên. <laughs> Hana Cô ta là người đã bắt cóc ram sao? Bắt cóc con gái của Misu. Là Hana sao? Hôm nay Misu có đưa cho anh bức tranh mà em đã cùng vẽ với Misu cô ấy định cho em xem. Để em nhớ lại, thời em và cô ấy còn thân với nhau. Yun tôi không biết là cô vẫn còn nhớ. Phải, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã kêu cô dễ mặt cười vào trong bông hoa đó. Phải vậy thì mới có thể gặp được ba mẹ nuôi tốt được. Đã có lúc tôi và cô vui vẻ như vậy vậy mà mọi chuyện lại ra thế này bây giờ không thể quay đầu lại rồi tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa Hành là dân à Cô đang ở đâu vậy Chuyện hay ra Thật tình tôi không có cố ý đâu Không phải tôi biện minh Nhưng thật sự tôi chỉ định dẫn nó đi một chút Rồi dẫn về thôi Bây giờ cô đóng kịch Để tôi tin cô đúng không Tin hay không là tùy ở cô Hay ram ra nông nổi như vậy Tất cả là lỗi tại tôi Tôi có ý gọi điện cho cô Là để nói cho cô biết tôi đã chôn hay ra đó là chỗ nào hả? Ram của tôi hiện ở đâu hả? Hôm nay em nói sẽ tới chỗ Ram hả?